Có một cái ông vua đó chém đầu một cái người mà đánh xe cho ông. Người ta cản không được, vì ông nghĩ rằng cái ông đánh xe này chạm tới vua phạm thượng. Thì có một ông quan, ông đủ định lực, ông vua ông nói: bẩm hoàng thượng, cái tên này nè đáng chết lắm. Thứ nhất là đã phạm thượng, thứ hai là hắn đã làm cho hoàng thượng bị mang tiếng suốt đời là vì một kẻ đánh xe mà giết người. Ông hoàng thượng nghe xong nói: thôi tha cho nó đi, không thôi trẫm mang tiếng chết. Biết cách khuyên vua. Nhưng mà nếu mà nói kiểu khác là ông vua cũng đâu có chịu, phải không? Đánh ngay cái tâm lý là ông vua sợ mang tiếng. Cái tên này nó đáng chết lắm, chém nó đi. Vì chết mà còn để lại cho vua mang một cái tiếng xấu, là vì một cái tên đánh xe ngựa cho vua thôi mà vua mang tội bất nhân giết người. Thôi thả cho nó đi, kẻo trẫm mang tiếng dưới thế gian. Ông đó là ông có định.